Cô chào các em. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình học online Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ. Và bài học hôm nay cô muốn hướng dẫn các em cùng nhau học đó là bài 27 nhôm và hợp chất của nhôm. Thì khi đề cập đến nhôm, các em sẽ khá là thân thuộc. Tuy nhiên ở đây cô muốn giới thiệu đến các em đó là 6 cái điều thú vị về nhôm có thể các em chưa biết. Điều thú vị thứ nhất đó là nhôm được sản xuất nhiều và rẻ vì là kim loại có nhiều trong vỏ trái đất. Điều thú vị thứ hai là nhôm sử dụng để phủ lên bề mặt thủy tinh nhiều hơn bạc. Phần này thì có nhiều em là khi nghĩ đến phấn trắng bạc thì liên tưởng ngay đến kim loại bạc. Nhưng mà thông qua cái điều thú vị này thì các em sẽ biết thêm thông tin đó là người ta còn sử dụng nhôm để thay cho bạc. Thú vị thứ ba về nhôm đó là dễ tái chế. Các em có biết là khi mà vật dụng làm bằng nhôm và hợp kim của nhôm sau khi dùng xong thì các nhà sản xuất người ta sẽ tái chế lại phế liệu của chúng gần như là 100%. Thú vị thứ tư về nhôm đó chính là nhôm có thể dùng trong chế tạo máy móc và các vật liệu cần tính bền. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn trong phần tính chất vật lý cũng như là ứng dụng của nhôm. Điều thú vị thứ năm, nhôm từng có giá trị cao hơn vàng, bạc. Thì trước năm 1880, nhiều bậc đế vương người ta đã sử dụng dụng cụ ăn uống bằng bằng nhôm. Vương miện và trang sức của họ cũng được làm bằng nhôm. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này người ta phát hiện ra nhôm trong đất sét và người ta thấy nhôm có cái vẻ đẹp sáng giống như bạc và lại nhẹ hơn bạc. Cho nên trong thời điểm đó nhôm rất là được sử dụng nhiều và nhôm còn được mệnh danh là bạc từ đất sét. Thú vị cuối cùng về nhôm đó là nhôm hấp thụ nhiệt tốt nên dùng nhiều trong sản xuất kinh doanh. Và cụ thể ứng dụng như thế nào thì trong mục hai la mã phần ứng dụng các em sẽ được tìm hiểu kỹ hơn. Bây giờ cô và các em cùng nhau đi vào nội dung của bài nhôm và hợp chất của nhôm. Bài học này chúng ta có hai tiết. Thì tiết hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em cùng tìm hiểu về về nhôm với những cái nội dung như sau. Thứ nhất là trạng thái tự nhiên của nhôm. Thứ hai là tính chất vật lý và ứng dụng của nhôm. Ba là vị trí của nhôm trong bảng hệ thống tuần hoàn và cấu tạo của nó. Thứ tư là tính chất hóa học của nhôm. Và cuối cùng là mình sẽ đi nghiên cứu thử là nhôm được sản xuất như thế này. Phần này thì yêu cầu các em tự học, cô chỉ hướng dẫn cái sườn cho các em về nhà tự nghiên cứu ha. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi qua mục một la mã, trạng thái tự nhiên của nhôm. Sau đây cô mời các em quan sát một số hình ảnh sau. Các em có thể nghiên cứu thêm sách giáo khoa để suy ra được trong tự nhiên nhôm tồn tại ở những trạng thái nào. Hình ảnh đầu tiên cho chúng ta thấy đây chính là đất sét và thành phần chính của đất sét có công thức như sau: nhôm oxit ngậm 2 silic dioxide ngậm 2 nước. Hình ảnh số 2 là cryolit có công thức 3 natri fluoruro ngậm nhôm fluoruro hay còn được viết ở dạng là Na3NlF6. Hình ảnh số 3 chính là mica với thành phần công thức như sau: kali oxit ngậm nhôm oxit ngậm 6 silic dioxit ngậm 2 nước. Và hình ảnh thứ tư chính là nói về quặng bôxit với công thức chính như sau: nhôm oxit ngậm 2 nước. Như vậy sau khi các em quan sát 4 cái trạng thái chủ yếu của nhôm, các em dễ dàng rút ra được nhận xét thứ nhất là trong tự nhiên nhôm tồn tại ở dạng hợp chất và chủ yếu là một trong 4 cái trạng thái cô vừa nêu. Ngoài ra, nhôm còn là một nguyên tố phổ biến thứ ba sau oxy và silic và là kim loại phổ biến nhất trong vỏ trái đất. Nhôm chiếm khoảng 8% khối lượng rắn của trái đất. Với những cái trạng thái phổ biến như vậy, thì nhôm sẽ có ứng dụng như thế nào? Tính chất vật lý ra sao? Cô mời các em đi qua nội dung tiếp theo. Ở đây là cô giới thiệu một số cái hình ảnh nêu lên được ứng dụng của nhôm.
Các em chắc cũng là khá quen thuộc rồi đúng không? Vậy thì thông qua những cái hình ảnh này, các em có thể dễ dàng suy luận ra được tính chất vật lý của nhôm. Và nội dung mà chúng ta còn nghiên cứu đó là tính chất vật lý và ứng dụng của nhôm. Đầu tiên là các em nhận xét thấy màu sắc của nhôm là có màu gì? Như vậy chúng ta rút ra tính chất thứ nhất là kim loại màu trắng bạc. Ứng dụng thứ nhất là nhôm có thể dùng làm gói thực phẩm. Điều đó mình có thể dễ dàng suy ra nhôm dễ dắt mỏng, đúng không các em? Và mình suy luận ra tính chất vật lý của nhôm tương ứng là dẻo, có thể dắt mỏng 0,01 mm. Các em tiếp tục quan sát hình ảnh ứng dụng tiếp theo là có thể làm được các cái chi tiết như là ô tô hoặc là thân máy bay. Thân máy bay thì người ta yêu cầu là phải nhẹ đúng không nào và phải có tính bền. Đấy. Như vậy từ đây mình suy ra được tính chất vật lý tiếp theo của nhôm đó là một kim loại nhẹ và cô cung cấp luôn khối lượng riêng của nhôm bằng 2,7 gram trên cm khối, nóng chảy ở 660 độ C. Tiếp tục, hình ảnh ứng dụng tiếp theo là chúng ta thấy cái bộ nồi, đúng chưa? Bộ nồi này thì được dùng trong nhà bếp. Và cái đầu tiên mà người ta khi chọn đó là gì? Thứ nhất là nó phải sáng đẹp, nó bền. Và cái nữa là nó phải dẫn nhiệt tốt, được chưa? Đó là cái tiêu chí khi sử dụng các cái dụng cụ trong nấu nướng. Và như vậy thì ở đây chúng ta dễ dàng suy luận được tính chất vật lý của nhôm là dẫn nhiệt tốt. Và thống kê người ta thấy là nhôm dẫn nhiệt gấp 3 lần sắt. Cái hình ảnh cuối cùng đó chính là những cái đường dây cáp dẫn điện. Lõi của nó được làm bằng bằng nhôm. Dễ dàng suy ra được nhôm dẫn điện tốt. So với đồng thì nhôm gấp 2 phần 3 lần đồng. Và ưu điểm của nhôm đó là nhẹ hơn đồng. Ngoài ra cô sẽ cung cấp thêm cho em các em một cái ứng dụng nữa liên quan tới nhôm đó là dùng hàn đường ray khi tiến hành phản nhiệt nhôm cái hỗn hợp Tecmit. Và đây là cái hình ảnh hàn đường ray các em quan sát. Em thấy là cái đường ray sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ có những cái khe hở ha. Vậy thì cái khe hở đó người ta sẽ khâu nối bằng cách nào? Thì ở đây người ta sẽ sử dụng cái hỗn hợp Tecmit. Cụ thể như thế nào thì qua phần tính chất hóa học các em sẽ theo dõi thí nghiệm và các em sẽ hiểu sâu sắc hơn. Chúng ta tiếp tục nội dung thứ ba là vị trí cấu hình electron nguyên tử. Đây là bảng hệ thống tuần hoàn, các em quan sát. Nhìn vào cái bảng hệ thống này, các em dễ dàng đoán ra được nhôm nằm ở đâu đúng không ạ? Cô trích được cái ô nguyên tố nhôm ra cho các em dễ quan sát. Với những cái thông số trên ô nguyên tố, số 13 là số hiệu nguyên tử, 26,98 là nguyên tử khối trung bình, độ ổn định là 1,61, ký hiệu học là Al, tên là nhôm và đây là cấu hình electron, số oxy hóa là cộng 3, đúng chưa? Như vậy thì những cái thông tin chúng ta suy luận được từ ô nguyên tố đó là nhôm nằm ở ô số 13, chu kỳ 3, nhóm 3A. Cấu hình E tương ứng là 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B1. Hoặc có thể viết theo cấu hình của khiếm đứng gần đó là neon 3S2, 3B1. Nhìn vào cấu hình các em sẽ thấy là nhôm có 3 electron ở lớp ngoài cùng. Và đây cũng chính là 3 electron hóa trị. Như vậy, dẫn đến một cái khuynh hướng là nhôm dễ cho đi 3 lớp ngoài cùng. Và đây cũng chính là nguyên nhân trong hợp chất thì nhôm có số oxy hóa cộng 3. Bởi vì là nhôm dễ cho đi 3 e hóa trị, đúng không nào? Cho nên tính chất hóa học đặc trưng của nhôm sẽ là tính khử. Và nội dung tiếp theo chúng ta nghiên cứu đó là tính chất hóa học. Thì ở đây nhôm sẽ có tính khử mạnh, chỉ đứng sau kim loại kiềm và kiềm thổ. Cụ thể, nhôm khi nhường đi 3 electron sẽ tạo thành ion nhôm 3 cộng. Và minh họa cho tính khử mạnh của nhôm, chúng ta sẽ lần lượt đi xét các phần sau. Đầu tiên là phản ứng giữa nhôm với phi kim. Thì ở đây mình sẽ xét với những phi kim thường gặp đó là oxy, clo hoặc là lưu huỳnh. Cô mời các em cùng quan sát cái thí nghiệm giữa bột nhôm và oxy của không khí ha.
Tác dụng của nhôm với oxy không khí. Cho một ít bột nhôm vào hõm của đế sứ. Dùng kẹp đốt một mẩu magie kim loại trên ngọn lửa đèn cồn. Khi bắt đầu cháy, đưa nhanh mẩu magie vào bột nhôm. Quan sát hiện tượng và giải thích. Phần này các em có thể tự suy ra được cái hiện tượng của thí nghiệm là gì, đúng không nào? Và giải thích cho cái thí nghiệm này thì cô và các em sẽ viết cái phương trình xảy ra. Và phương trình của mình đó chính là nhôm cộng với oxy ở nhiệt độ cao tạo thành nhôm oxit. Vậy thì ở điều kiện thường, theo các em nhôm có tác dụng với oxy hay không? Câu trả lời như sau. Ở điều kiện thường, nhôm bền trong không khí vì có một cái lớp màng oxit Al2O3 rất mỏng và bền bảo vệ. Cái lớp màng oxit này, nhiệt độ nóng chảy của nó hơn 2000 độ C. Vì vậy, ở điều kiện thường có thể xem như là nhôm khá là bền. Tiếp theo, chúng ta cùng xét phương trình phản ứng giữa nhôm với clo và lưu huỳnh. Cô nghĩ là các em có thể tự viết được các cái phản ứng xảy ra. Ví dụ cho nhôm cộng lưu huỳnh ở nhiệt độ thì sẽ tạo thành là nhôm sunfua. Hoặc là khi cho nhôm tác dụng với clo thì muối tạo ra sẽ là nhôm clorua. Tiếp theo, chúng ta xét phản số 2, đó là nhôm tác dụng với dung dịch axit. Có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là với axit clohydrate và axit sulfit loãng. Trường hợp thứ hai là với axit nitric loãng, axit nitric đặc nóng và axit sulfuric đặc nóng. Trong trường hợp thứ nhất thì nhôm sẽ dễ dàng khử được ion H cộng trong dung dịch axit thành hydro. Ví dụ, cho nhôm tác dụng với axit clohydrate sẽ tạo thành muối nhôm clorua và giải phóng hydro. Và cái phương trình ion rút gọn như sau. Đó là hai kim loại nhôm sẽ tác dụng với 6 ion H cộng tạo thành 2 ion nhôm 3 cộng và giải phóng 3 phân tử hydro. Như vậy chúng ta sẽ thấy là ở đây trước phản ứng là có H cộng thì sau phản ứng sẽ sinh ra là hydro. Đó là đối với trường hợp thứ nhất. Trong trường hợp thứ hai thì lúc này nhôm sẽ khử nitơ dương 5 hoặc lưu huỳnh dương 6 xuống số oxy hóa thấp hơn. Như vậy trong trường hợp số 2, sản phẩm khử sẽ không có hydro. Ví dụ, nhôm cộng với axit nitric đặc nóng thì sẽ tạo thành sản phẩm khử, đó là nitơ dioxit có màu nâu đỏ. Phương trình này thì hiện tại chưa công bằng. Bây giờ cô sẽ giúp các em gợi lại cái cách để mà cân bằng phản ứng oxy hóa khử theo phương pháp thăng bằng electron. Đầu tiên, các em sẽ đi xác định số oxy hóa của những cái nguyên tố có sự thay đổi trước và sau. Cụ thể, ví dụ nhôm trước phản ứng số xóa là 0. Sau phản ứng, trạng thái oxy hóa của nhôm là cộng 3. Axit nitric đặc nóng thì nitơ đang có số xóa là dương 5. Sau phản ứng, tạo thành sản phẩm khử là nitơ dioxit với nitơ có số xóa là dương 4. Tiếp theo, các em sẽ đi xác định cho cô hệ số nhường E và hệ số nhận E. Thì có một cái mẹo nhỏ, đó là các em chỉ cần lấy số oxy hóa cao trừ số oxy hóa thấp. Cụ thể là từ nhôm, từ 0 qua cộng 3, thì các em lấy số 3 trừ 0, các em sẽ được hệ số cho E là 3E. Còn từ nitơ dương 5 về nitơ dương 4, thì hệ số nhận E của mình là bằng 1E, bằng cách lấy 5 trừ cho 4. Sau đó các em xác định cho cô tổng hệ số nhường E và hệ số nhận E phải đảm bảo là bằng nhau. Thì để làm được điều đó, các em chỉ cần lấy hệ số nhường và nhận nhân chéo cho cái sản phẩm tương ứng. Trường hợp nếu như hệ số nhường và nhận cùng tối giản được, thì các em cần phải tối giản trước khi tiến hành nhân chéo. Ở ví dụ này thì chúng ta thấy hệ số nhường và nhận lần lượt là 3 và 1, không tối giản được. Do đó hệ số nhân lên tương ứng sẽ là 1 nhôm nitrat. 3 nhân chéo lên chúng ta được hệ số NO2 là 3
NO2. Khi cân bằng phản ứng, các em lưu ý hệ số 1 thì các em không cần ghi nha. Cuối cùng các em sẽ đếm và cân bằng những chất còn lại theo hệ số của nhôm nitrat và nitơ dioxide. Do chúng ta đếm bên phía phải nó có một nguyên tử nhôm, do đó bên trái sẽ có một nhôm. Phía phải chúng ta có 3 nitơ trong muối và 3 nitơ trong NO2, tổng cộng là 6 nguyên tử nitơ. Vì vậy, hệ số HNO3 phía trái sẽ là 6. Phát sinh ra 6 nguyên tử hydro, cho nên nước sẽ là số 3. Và đây là cách cân bằng một phản ứng oxy hóa khử đơn giản, nhanh chóng nhất. Hai phương trình bên dưới là nhôm cộng axit nitrit loãng tạo thành sản phẩm khử là nitơ oxit, một cái chất khí không màu, dễ hóa nâu. Và nhôm cộng với axit sulfuric đặc nóng tạo sản phẩm khử là SO2. Thì hai phương trình này cô nhờ các em là về nhà tự viết và vỡ hoàn thành phương trình và sau đó cân bằng để chúng ta rèn cái kỹ năng cân bằng phương trình phản ứng. Một cái lưu ý nữa trong cái nội dung khi cho nhôm tác dụng với axit đó là nhôm thụ động hóa với axit sulfuric đặc nguội và axit nitrit đặc nguội. Vận dụng điều này, người ta sử dụng các cái thùng bằng nhôm để chuyên chở axit nitrit đặc nguội và axit sulfuric đặc nguội. Qua phản ứng số 3 là nhôm có thể phản ứng nhiệt nhôm. Phản ứng nhiệt nhôm là gì? Thật ra cái phản ứng này thì trong phần đại cương kim loại, phần điều chế, các em đã làm quen. Đây là một trường hợp đặc biệt của phương pháp nhiệt luyện. Và cụ thể ở đây là người ta sử dụng kim loại nhôm cho tác dụng với oxit của kim loại, tạo thành oxit nhôm và kim loại mới. Trong đó điều kiện của M là đứng sau nhôm, ví dụ như là kẽm, sắt, niken, đồng bạc, v.v. Và bây giờ cô sẽ cho các em theo dõi một thí nghiệm về phản ứng nhiệt nhôm giữa bột nhôm và bột oxit sắt 3. Trong cái nồi nung đó là người ta sẽ cho vào bột nhôm và bột oxit sắt 3. Khi người ta cung cấp nhiệt thì phản ứng sẽ xảy ra. Em quan sát hiện tượng. Sau khi xem xong thí nghiệm này, các em nêu cho cô ứng dụng của phản ứng này dùng làm gì nhé. Có các cái mảnh kim loại nóng chảy văng ra, đúng không? Các em đoán ra được cái mảnh kim loại nóng chảy đó là gì chưa nè? Rồi. Như vậy là tới đây chắc là nhiều em đoán được ứng dụng của phản này rồi, đúng không ạ? Thật ra thì cái này chính là ứng dụng của cái nội dung mà ở mục 2 la mã cô đã nêu. Đó chính là dùng hàng đường ray. Phương trình của chúng ta như sau. Nhôm tác dụng với oxit sắt 3 tạo thành nhôm oxit và tạo ra sắt nóng chảy. Như vậy những cái mảnh mà nóng chảy rơi xuống chính là kim loại sắt nóng chảy. Thì cái sắt nóng chảy này nó sẽ có tác dụng là nó khâu nối những cái vết nứt của đường ray mà khi nãy cô vừa đề cập. Tiếp theo, nhôm còn có thể tác dụng được với gì nữa? Chúng ta xem xét phần số 4 là tác dụng với nước. Thì ở đây cô sẽ cho các em theo dõi một cái thí nghiệm cùng lúc ba kim loại luôn, đó là kiềm là natri, kiềm thổ là magie và nhôm cho tác dụng với nước. Thì nhiệm vụ của em sau khi theo dõi thí nghiệm này trả lời cho cô hai câu hỏi. Có ba ống nghiệm chứa nước cất và vài giọt phenol tallein. Cho một màu nhỏ kim loại natri vào ống nghiệm thứ nhất. Phản ứng xảy ra mãnh liệt, làm nóng chảy màu natri, giải phóng khí hydro, dung dịch chuyển sang màu hồng.
cho một mẩu magie vào ống nghiệm thứ hai. Dung dịch không chuyển màu. Cho một mẩu nhôm vào ống nghiệm thứ ba. Dung dịch không chuyển màu. Các em cố gắng kiểm chứng luôn ha, khả năng hoạt động hóa học của nhôm natri với magie luôn. Đun nóng ống nghiệm thứ ba. Dung dịch không chuyển màu. Đun nóng ống nghiệm thứ hai. Dung dịch chuyển sang màu hồng. Rồi, như vậy là rõ ràng chúng ta có thể rút ra được cái câu trả lời cho hai câu hỏi cô vừa nêu. Thứ nhất, nhôm có tác dụng với nước không? Thì các em sẽ nhanh chóng trả lời được là nhôm không tác dụng được với nước. Đúng chưa nào? Thứ hai, nếu mà xét về khả năng hoạt động hóa học của ba kim loại nhôm, natri và magie thì kim loại nào hoạt động nhất? Natri. Kế đến là magie và cuối cùng là nhôm. Giống như trong cái mục tính chất hóa học mà ở ngay đầu tiên cô khẳng định nhôm có tính khử mạnh nhưng mà đứng sau kiềm và kiềm thổ. Quay trở lại vấn đề là vì sao nhôm không tác dụng với nước? Chúng ta giải thích như sau. Nhôm không vững với nước là bởi vì có một cái lớp oxit mỏng bền và đặc khít bảo vệ. Cái lớp oxit mỏng bền đó chính là Al2O3 ha. Và khi chúng ta phá bỏ lớp oxit đó thì nhôm sẽ vững trực tiếp với nước theo phương trình. Đó là nhôm tác dụng với nước tạo thành nhôm hydroxit và giải phóng hydro. Nhưng mà sau khi vấn đề xảy ra thì cái lớp kết tủa là nhôm hydroxit này lại bao phủ cái bề mặt ngoài của nhôm và làm cho vẫn lại dừng lại. Như vậy thì thực tế cái phản ứng giữa nhôm với nước nó chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết thôi ha. Còn trên thực tế thì phản ứng này không xảy ra, rất là khó. Muốn phản ứng này xảy ra thì chúng ta phải cạo bỏ cái lớp oxit nhôm bên ngoài, hoặc là chúng ta tạo một cái hỗn hóng đó là nhôm với thủy ngân, thì khi đó nhôm mới tác dụng được với nước. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu phản ứng số 5, đó là tác dụng với dung dịch kiềm. Cô mời các em cùng theo dõi thí nghiệm sau. Các em đã đến với series thí nghiệm giáo khoa của Hóa học Vui Channel. Hôm nay, chúng mình cùng thực hiện thí nghiệm giữa kim loại nhôm với dung dịch natri hydroxit. Để làm thí nghiệm này, chúng ta cần chuẩn bị dung dịch NaOH, một vài lá nhôm, các em có thể cắt từ giấy bọc thực phẩm hoặc vỏ lon coca đều được, và vài ống nghiệm sạch. Đầu tiên, ta lắp ống nghiệm lên giá. Các em nhớ kiểm tra ống nghiệm thật chắc chắn nhé. Tiếp theo, chúng ta cho vài lá nhôm vào ống, khoảng 5ml dung dịch NaOH vào ống nghiệm và quan sát. Em thấy không? Miếng nhôm đã dần dần tan ra và xuất hiện các bọt khí trên bề mặt. Đó chính là do phản ứng hóa học đã xảy ra giữa nhôm và NaOH để tạo thành khí hydro. Quy trình hóa học như sau. Vì vậy, các em nhớ không nên dùng chậu nhôm để đựng các dung dịch có tính kiềm như nước da ven hoặc nước vôi trong nhé. Subscribe để đón xem các video mới của Hóa học Vui Channel. Lần sau chúng ta sẽ cùng làm thí nghiệm giữa nhôm với dung dịch axit chlorhydric. Hẹn gặp lại.
Như vậy là thông qua thí nghiệm chúng ta thấy là nhôm phản ứng với dung dịch kiềm một cách dễ dàng. Vậy thì bây giờ cô cần các em trả lời cho cô hai câu hỏi sau. Một, tại sao nhôm phản ứng dễ dàng với kiềm? Hai, nhôm có phải là chất lượng tính hay không? Giải thích điều này chúng ta sẽ giải thích như sau. Ở điều kiện thường thì nhôm có một cái lớp màng oxit bền bảo vệ bên ngoài. Vì vậy khi chúng ta cho kiềm vào thì phương trình đầu tiên xảy ra đó là oxit nhôm sẽ tác dụng với kiềm để tạo thành muối tan là natri aluminat. Sau khi lớp màng oxit đã bị phá bỏ, lúc này nhôm mới tác dụng trực tiếp với nước tạo thành nhôm hydroxit giải phóng hydro. Đây là lý do vì sao các em thấy cái hiện tượng là sủi cái bọt khí nó bay lên, đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo, nhôm hydroxit tạo ra sẽ đi tác dụng với kiềm để tạo thành muối tan là natri aluminat. Như vậy, hiện tượng của nhôm tan được trong kiềm chính là tổng hợp của hai cái quá trình 2 và 3 và phản ứng tổng quát của mình như sau. Khi cho nhôm cộng với dung dịch kiềm sẽ tạo thành natri aluminat và giải phóng hydro. Đó là hiện tượng chúng ta thấy, nó là miếng nhôm nó tan nè, đúng không nào? Rồi, kèm theo hiện tượng sủi bọt khí. Như vậy, một cái câu kết luận đầu tiên đó là nhôm phản ứng dễ dàng với kiềm. Thế còn câu hỏi số 2, nhôm có phải là chất lượng tính không? Với kiến thức mà chúng ta đã học thì chúng ta định nghĩa lại cho cô nè. Chất lượng tính là chất vừa có tính axit, vừa có tính bazơ. Vì vậy, một chất lượng tính sẽ tác dụng được với axit mạnh và vừa có khả năng tác dụng được với bazơ mạnh. Các em nhìn vào phương trình số 2, các em sẽ thấy là ở đây nhôm của mình là tác dụng trực tiếp với nước chứ không phải là nhôm tác dụng với bazơ mạnh. Vì vậy, dễ dàng chúng ta trả lời được câu hỏi số 2 là nhôm không phải là chất lượng tính. Như vậy là vừa rồi cô đã giới thiệu xong cho các em 5 cái phản ứng minh họa cho tính khử mạnh của nhôm. Vậy thì bây giờ mỗi một vấn đề đặt ra là khi cho nhôm tác dụng với muối, phản ứng có xảy ra không các em? Như vậy thì cô có một cái bài tập nhỏ như sau. Nêu hiện tượng xảy ra khi thả một miếng nhôm vào dung dịch muối đồng sunfat. Viết phương trình phản ứng xảy ra nếu có. Phần này các em có thể ghi chú thích thêm vào trong cái vở học của mình sau này để chúng ta lưu ý thêm. Các em mà làm được cái bài tập này thì điều đó chứng tỏ là các em nắm và hiểu bài khá là tốt, đúng chưa nào? Cuối cùng, chúng ta cùng qua một nội dung còn lại của bài học. Mục 5, sản xuất nhôm. Thì trong mục này, cô muốn tóm tắt lại những cái nội dung chính cho các em cần nắm như sau. Một là nguyên tắc. Thì nguyên tắc của mình đó là khử ion nhôm thành kim loại nhôm. Hai, các em nêu được cho cô nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm, đó chính là quặng bauxit. Và ba, phương pháp dùng để sản xuất nhôm ở đây là điện phân nóng chảy Al2O3. Ở nội dung này thì các em cần xác định cho cô được 3 ý. Thứ nhất là viết được phương trình điện phân. Thứ hai là trong quá trình điện phân, người ta cho thêm cryolit vào. Vậy thì câu hỏi số 3 là các em phải xác định cho cô vai trò của cryolit ở đây dùng làm gì. Cô gợi ý nhỏ là nó có 3 vai trò. Phần còn lại là dành cho các em tự nghiên cứu sách giáo khoa và hoàn thành 3 cái vai trò của cryolit. Đến đây thì phần kiến thức lý thuyết của bài nhôm, cô và các em đã nghiên cứu xong. Để củng cố cái nội dung vừa học, thì cô có cái bài tập nhỏ nhỏ như sau. Bài 1. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do A. Nhôm kém hoạt động hóa học. B. Có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ. C. Có màng oxit nhôm hydroxit bền vững bảo vệ. Và D là có tính thụ động với không khí và nước. Câu này tương đối là cơ bản ha. Và các em sẽ dễ dàng chọn ra được đáp án đó là B sau khi chúng ta học xong cái bài vừa rồi. Bài số 2. Nhận định nào sau đây không đúng về nhôm? A. Nhôm khử dễ dàng ion H cộng trong dung dịch axit chloride, axit sulfuric loãng thành hydro. B. Nhôm có thể khử được oxit của kim loại như Fe2O3 hoặc là CuO ở nhiệt độ cao thành kim loại tự do. C.
Nhôm dễ nhường 3 electron hóa trị nên thường có số oxy hóa cộng 3 trong các hợp chất. Và D, nhôm dẫn điện và nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại sắt và đồng. Như vậy với bài số 2, nếu các em tập trung và theo dõi được nội dung bài giảng vừa rồi, thì các em sẽ dễ dàng chọn được đáp án đó là D. Đúng là nhôm dẫn điện và nhiệt tốt. Tuy nhiên, khả năng dẫn điện của nhôm so với đồng chỉ bằng 2/3. Chúng ta lưu ý cho cô phần này. Chúng ta qua bài số 3. Cho một ít bột nhôm vào dung dịch axit clohydric dư, thấy thoát ra 3,36 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng bột nhôm đã dùng là A. 2,70 g, B. 6,075 g, C. 5,40 g và D là 8,10 g. Như vậy để làm được bài này thì các em phải xác định được khi cho nhôm tác dụng với axit clohydric khí thoát ra là gì. Cô nghĩ là bài này các em sẽ dễ dàng làm được, đúng chứ nào? Tuy nhiên cô cũng sẽ hướng dẫn như sau. Một, các em có thể viết phương trình phản ứng đầy đủ, hoặc là em có thể sử dụng sơ đồ. Thì đối với cô là cô hay sử dụng sơ đồ phản ứng. Ví dụ như từ nhôm để tạo ra hydro. Thì để cân bằng hệ số nhanh cho phương trình này, các em lưu ý cho cô là kim loại nếu có hóa trị ít thì hệ số mol của hydro thoát ra là ít phần 2. Trường hợp này nhôm đang xét hóa trị 3. Vì vậy hệ số của hydro sẽ là 3/2. Với dữ liệu 3,36 lít khí, các em tính được số mol hydro tương ứng là 0,15 mol. Bằng cách là các em lấy 3,36, các em chia cho 22,4. Từ số mol hydro, các em suy ra cho cô số mol nhôm sẽ là lấy 0,15 nhân cho hệ số nhôm là 1, chia cho hệ số hydro là 3/2, tức là nhân đảo cái 3/2 lên là chúng ta ra được là 0,1 mol. Khi các em có số mol nhôm rồi thì lập tức các em sẽ tính được M của bột nhôm cần dùng là bằng 0,1 nhân 27 ha. Thì các em sẽ được đáp án là 2,7 g. Bài 3, đáp án của chúng ta là A. Như vậy là sau khi chúng ta đã học xong nội dung liên quan đến nhôm và làm một vài bài tập củng cố, thì cô còn các em hoàn thành cho cô những cái bài tập sau đây. Bài tập số 5, số 7 sách giáo khoa trang 129 và 15 câu phần mức độ biết trong đề cương trang 19 và 20. Tiết học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cô xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau.